tin tổng hợp sáng ngày 28 tháng 3. Tổng thống Zelensky từ chối ngồi lại với Nga nếu Moscow chỉ thảo luận về phi hạt nhân hóa. Ukraine bắt nghi phạm làm gián điệp cho Nga giữa lúc Lviv bị tấn công tên lửa. Tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga muốn chia Ukraine làm đôi. Tướng Mỹ cảnh báo không nên đánh giá thấp những gì Nga có thể làm. Nguy cơ Nga mất thị trường khí đốt châu Âu vì xâm lược Ukraine Trung Quốc liệu có đủ khả năng giúp Moscow vượt qua khó khăn? Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sắp thử hạt nhân Quân đội Myanmar phô trương lực lượng triệt hạ đối lập Lý do nhiều nước châu Phi in tiền mặt ở châu Âu Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 28 tháng 3 của DKN TV. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là những diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine. Tổng thống Zelensky từ chối ngồi lại với Nga nếu Moscow tìm cách chỉ thảo luận về phi hạt nhân hóa. Phát biểu với các nhà báo độc lập của Nga vào hôm chủ nhật, tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không thảo luận về các thuật ngữ phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa trong các cuộc đàm phán với Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh, đối với tôi, đây là những điều hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã liên tục coi cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, quốc gia láng giềng có tổng thống là người Do Thái, là một chiến dịch phi hạt nhân hóa, một mô tả bị các nhà sử học và các nhà quan sát chính trị bác bỏ một thành viên của phái đoàn Ukraine đang đàm phán với Nga vào hôm Chủ nhật cho biết, vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa hai nước sẽ diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3. Trước đó, trong một tuyên bố qua video, Tổng thống Zelensky nói rằng phương Tây thiếu can đảm để giúp đỡ Ukraine. Ông cho biết, Ukraine không thể bắn hạ tên lửa Nga bằng súng ngắn, súng máy, và Mariupol không thể kháng cự được nếu không có đủ xe tăng, xe bọc thép và tất nhiên là cả các chiến đấu cơ. Ông Zelensky nói, Hoa Kỳ biết điều đó, tất cả các chính trị gia châu Âu đều biết điều đó. Ông Zelensky cũng nói, các chính phủ phương Tây sợ ngăn chặn thảm kịch này. Ông Zelensky đã chất vấn, vậy ai là người phụ trách cộng đồng Euro Đại Tây Dương vẫn là Moscow nhờ vào chiến thuật hù dọa của mình. Tổng thống Zelensky đề nghị châu Âu và Mỹ hỗ trợ xe tăng, chiến đấu cơ cho Ukraine, nhấn mạnh việc hỗ trợ không chỉ bảo đảm cho sự tự do của Ukraine mà còn cho cả châu Âu. Ông cũng mô tả cuộc xâm lược của Nga giống như cách Đức Quốc xã đã cố gắng đánh chiếm châu Âu cách đây 80 năm. Theo ông, đây chính xác là cách những người chiếm đóng Nga hành động ở Ukraine sẽ không ai tha thứ cho họ các bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu hùng hồn tại Ba Lan đã nói rằng ông Putin không thể tiếp tục nắm quyền và kêu gọi các đồng minh đoàn kết. Tòa bạch ốc sau đó đã cố gắng bác bỏ những bình luận đó, nhấn mạnh Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga. Chuyển sang một diễn biến khác, Ukraine bắt giữ nghi phạm làm gián điệp cho Nga giữa lúc Lviv bị tấn công tên lửa. Fox News hôm 27 tháng 3 đưa tin, nhà chức trách Ukraine đã bắt giữ một nghi phạm hoạt động gián điệp ở Lviv, gần một trong những địa điểm xảy ra vụ tấn công tên lửa trong thành phố này. Thống đốc Maxim Kozhikai thông báo các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ người này. Nghi phạm bị bắt đã lưu thông tin vị trí và hình ảnh liên quan đến vụ tấn công trong điện thoại di động của anh ta. Chiếc điện thoại cũng lưu một đoạn video ghi lại cuộc tấn công này, cho thấy một tên lửa đang bay về phía mục tiêu đã định. Ông Kojishkai cho biết thông tin đã được gửi tới hai số điện thoại của Nga. Hiện danh tính và hình ảnh của nghi phạm vẫn chưa được phía Ukraine hé lộ. Các cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Lviv được cho là đã phá hủy một cơ sở dầu mỏ và một tòa nhà vào thứ Bảy 26 tháng 3, Ukraine báo cáo, và ít nhất 5 người đã bị thương. Trong một diễn biến khác, Tình báo quân đội Ukraine cho biết Nga muốn chia Ukraine làm đôi. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho biết Nga đang cố gắng chia Ukraine làm hai để tạo ra một khu vực do Moscow kiểm soát sau khi thất bại trong việc chiếm toàn bộ đất nước. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Budanov nói trong một tuyên bố rằng Nga đang tìm cách tạo ra Bắc và Nam Hàn ở Ukraine, đồng thời cho biết thêm đất nước của ông sẽ sớm phát động chiến tranh du kích trên lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm đóng. Phát biểu của ông Budanov được đưa ra trong bối cảnh giới lãnh đạo Cộng hòa Lukan tự xưng ở miền đông Ukraine thông báo họ muốn tổ chức trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào Nga. Trong một diễn biến khác, tướng Mỹ cảnh báo không nên đánh giá thấp những gì Nga có thể làm. Vào hôm thứ Bảy 26 tháng 3, Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu David Depchola đã cảnh báo không nên đánh giá thấp khả năng của các lực lượng Nga khi Moscow tiếp tục tấn công nhiều khu vực quan trọng ở Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Fox News Neil Cavuto đã hỏi quan điểm của Trung tướng Depchola trước những tuyên bố cho rằng quân đội Nga đã được đánh giá quá cao trong khi họ đã không thể đạt được các mục tiêu ở Ukraine. Ngoài ra còn có ý kiến đánh giá, Tổng thống Nga Vladimir Putin thì tâm thường Quân đội của ông ấy thì lúng túng và ông ấy không đủ khả năng để mở rộng cuộc chiến đó. Về điều này, tướng Deptula đã nói, tôi nghĩ đó chính xác là những hình ảnh phản chiếu sự kiêu ngạo điển hình của Hoa Kỳ. Điều có thể khiến các nhân viên của Mỹ và NATO có xu hướng cho rằng Tổng thống Putin và người Nga nghĩ giống như chúng ta. Tôi không đồng ý với quan điểm đó. Chúng ta không nên đánh giá thấp những gì người Nga có khả năng, những gì họ có thể cố gắng làm. Ông Dracula đã đề xuất một số chiến lược có thể được thực hiện để ngăn chặn các lực lượng Nga đạt được mục tiêu của họ, bao gồm khả năng điều một số chiến đấu cơ tàng hình tối tân như F-22 đến các quốc gia vùng Baltic và Romania. Ông nhận định: "Tôi nghĩ các quốc gia vùng Baltic rất dễ bị tổn thương trước chủ nghĩa phiêu lưu tiếp theo của Nga và do vị trí của họ ở gần Nga, chúng ta cần phải hết sức thận trọng và cần phải gửi một thông điệp rõ ràng đến Tổng thống Putin." yêu cầu hãy tránh xa các quốc gia này. Tôi nghĩ đến một cách mà chúng ta có thể làm điều đó là xem xét các năng lực của Nga và ngừng cố gắng tiến hành chiến lược đếm số quân trên mặt đất. Ông lưu ý, nếu Nga đưa ra thêm bất kỳ đe dọa nào nữa, các đơn vị tiêm kích F-35 có thể được điều đến các quốc gia bàn tích. Ông cho rằng đây là những loại động thái sẽ khiến Tổng thống Putin phải thận trọng và gây khó khăn cho những tính toán quyết định của ông ấy. Do đó, bất kỳ một hoặc tất cả các hành động này sẽ giúp lấy lại vị thế của NATO trong sự cân bằng gian đe. Trung tướng Detchula cảnh báo, điều quan trọng là phải hiểu mục tiêu thực sự của Tổng thống Putin là sắp xếp lại cấu trúc an ninh của Đông Âu. Ông Detchula giải thích, ông ấy, Tổng thống Putin, đã khởi xướng nỗ lực này vào năm 2014 bằng cách sắp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga. Và bây giờ, ông ấy lại đang cố gắng làm điều tương tự với toàn lãnh thổ của Ukraine. Ông ấy sẽ không dừng ở đó, vì vậy NATO và Hoa Kỳ cần phải suy nghĩ trước. Cựu Trung tướng Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh, dựa trên tình hình thực tế, NATO và Hoa Kỳ cần cung cấp cho người Ukraine nhiều công cụ hơn nữa để giúp họ bảo vệ đất nước của họ. Ukraine hiện tại vẫn đang kiểm soát hầu hết lãnh thổ của mình, Tuy nhiên, các lực lượng Nga vẫn đang tiếp tục bao vây các thành phố lớn như Mariupol, Kharkiv và Chernihiv. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, Tổng thống Putin vẫn chưa đạt được các mục tiêu thực sự của mình trong cuộc chiến với Ukraine. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Thiếu tướng Hoa Kỳ James Marks đã lưu ý, quân đội Nga đang được lãnh đạo kém và các binh sĩ không có tinh thần chiến đấu. Ông đã nhận xét, quân đội Nga đã cố gắng hiện đại hóa trong suốt vài thập niên qua và họ đã thực hiện khá tốt nhiệm vụ có được có các thiết bị và năng lực phù hợp. Nhưng họ lại có lãnh đạo kém. Trong bất kỳ tổ chức nào, không có gì tồi tệ hơn sự lãnh đạo tệ hại và đó chính xác là những gì người Nga đang thể hiện. Chuyển sang một diễn biến khác Nguy cơ Nga mất thị trường khí đốt châu Âu vì xâm lược Ukraine, Trung Quốc liệu có đủ khả năng giúp Moscow vượt qua khó khăn? Kính thưa quý vị, sau khi Nga xâm lược Ukraine, Liên minh châu Âu EU và Anh đã thông báo tiến tới chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ của Nga. Nga được cho là có thể tăng cường xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc để bù đắp những thiệt hại. Tuy nhiên, trong kịch bản lạc quan nhất, lượng khí đốt Trung Quốc mua thêm của Nga chỉ có thể bằng 2 phần 3 so với lượng khí đốt mà châu Âu nhập khẩu từ Nga. Nhà nghiên cứu Tatiana Mitrova tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu ở trường đại học Columbia của Mỹ cho biết, lợi nhuận mà Nga thu về từ việc bán khí đốt cho Trung Quốc cũng không thể sánh bằng các hợp đồng ký với châu Âu do phải tăng mức chiết khấu. Nga chắc chắn sẽ không thể tìm được đối tác tiêu thụ hết lượng khí đốt lẽ ra có thể xuất sang châu Âu. Bà Mitrova nói vào ngày 26 tháng 3, bên lề diễn đàn Doha ở Qatar. Nga xuất khẩu 16,5 tỷ mét khối khí đốt sang Trung Quốc vào năm 2021 Hai bên cũng có kế hoạch tăng sản lượng mua bán khí đốt lên mức 100 tỷ mét khối và thúc đẩy các hợp đồng khí hóa lỏng LNG. Nhưng Nga hiện đang xuất khẩu 170 tỷ mét khối khí đốt sang châu Âu mỗi năm. Theo bà Mitrova, giá khí đốt bán cho châu Âu cũng rất khác so với giá bán cho Trung Quốc. Nhưng vấn đề không chỉ là lợi nhuận. Trong bối cảnh Nga đang bị phương Tây trừng phạt, Trung Quốc còn là kênh phân phối sản phẩm cho Nga để đổi lấy khí đốt. Trong khi đó, Châu Âu đang thúc đẩy việc tìm kiếm đối tác khác để thay thế Nga cung cấp khí đốt, trong đó Qatar là quốc gia khả dĩ nhất. Hôm 26 tháng 3, tổng thống Ukraine Zelensky đã có bài phát biểu qua video tại diễn đàn Doha, kêu gọi Qatar tăng mức xuất khẩu khí đốt để châu Âu không còn phụ thuộc vào Nga. Nhưng ông Shah Sherida al khabi bộ trưởng năng lượng Qatar nói rằng, nước này chỉ có thể đáp ứng 30 đến 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu. Ngay bây giờ, chúng tôi chưa thể giúp được, không ai có thể thay thế Nga hoàn toàn. Ông al Kabi đã phát biểu tại diễn đàn. 85% lượng khí hóa lỏng hiện đang được Qatar bán cho châu Á, trong đó Trung Quốc là đối tác hàng đầu. Xếp sau là Nhật Bản và Hàn Quốc. Li Xin, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thượng Hải cho biết, quan hệ Trung Quốc-Nga đang ở mức cao nhất trong lịch sử, nhưng hai nước không phải là một liên minh. Mark Williams, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Capital Economics cho biết, Trung Quốc không muốn can dự đến mức phải chịu thiệt hại do ủng hộ Nga. Thương mại của Trung Quốc với Nga đã tăng lên 146,9 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái, nhưng nó vẫn chưa bằng 1 phần 10 con số 1,6 nghìn tỷ đô la thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ và EU. Chuyên gia Williams nói rằng tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu họ có sẵn sàng mạo hiểm tiếp cận các thị trường phương Tây để giúp đỡ Nga hay không? Và tôi không nghĩ là như vậy. Kevin Rudd, cựu Thủ tướng Úc và Chủ tịch Hiệp hội Châu Á, viết trên trang web của Hiệp hội này cho biết, mức độ hỗ trợ của Trung Quốc mà Nga nhận được có thể chứng minh một yếu tố quan trọng trong việc nước này có thể chống lại những hậu quả lâu dài như thế nào. Ở một diễn biến khác, Giới chức Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên có thể đang gấp rút chuẩn bị thử hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 4 năm. Triều Tiên dường như đang đào đường tắt, tới đường hầm số 3 tại bãi thử hạt nhân đã bị đóng cửa pyonggye Hãng thông tấn Chunhap vào hôm Chủ nhật dẫn lời các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết. Theo nguồn tin, bằng cách này dường như họ sẽ khôi phục lại các cơ sở vật chất phục vụ thử hạt nhân trong vòng một tháng. Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân CNS hồi đầu tháng nói rằng hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động xây dựng trở lại đang được tiến hành ở bãi thử hạt nhân Punggyeo-ri. Sau việc khôi phục và vận hành nó, có thể phải mất vài tháng đến vài năm. Giờ đây chính quyền lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có lẽ muốn đẩy nhanh tiến trình này. Punggyeo-ri là bãi thử hạt nhân duy nhất được biết đến của Triều Tiên. Nơi đây đã diễn ra 6 vụ thử vũ khí hạt nhân trong các đường hầm kể từ năm 2006 đến năm 2017. Bãi thử này bị đóng cửa vào năm 2018 khi Triều Tiên tuyên bố ngừng các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Phát hiện mới được Hàn Quốc công bố chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phá vỡ lệnh cấm của Liên Hợp Quốc và phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Tokyo và Seoul đã nói tên lửa bay khoảng 1.080 km, đạt độ cao tối đa hơn 6.200 km, rồi rơi xuống khu vực cách bán đảo Oshima thuộc tỉnh Hokkaido, cực bắc Nhật Bản, gần 145 km về phía tây. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, ông Kim Jong-un đã ra lệnh phóng ICBM vì căng thẳng quân sự leo thang hàng ngày trong và xung quanh bán đảo, cũng như việc đối đầu lâu dài với Mỹ là không thể tránh khỏi, đi kèm với đó là nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Chuyển sang một diễn biến khác. Quân đội Myanmar phô trương lực lượng triệt hạ đối lập. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 3, nhà cầm quyền quân sự Myanmar đã tổ chức diễu binh rầm rộ nhân kỷ niệm 77 năm thành lập lực lượng vũ trang nước này. Ngoài phô trương lực lượng, tướng Min Aung Hlaing còn đe dọa sẽ không đàm phán và sẽ tiêu diệt đến cùng những người đối lập. Hãng tin AFP cho biết hơn 8.000 thành viên lực lượng an ninh cùng với nhiều xe tăng, xe chở tên lửa và pháo binh diễu hành trên những trục đường rộng thanh thang ở thủ đô Naypyitaw. Ở trên không, nhiều chiến đấu cơ đã thả khói màu vàng, đỏ và xanh lá cây, màu cờ của Myanmar. Tướng Min Aung Hlaing mặc quân phục và đeo khẩu trang, duyệt đội quân trên chiếc xe dép. Theo dự kiến ban đầu, ông Alexander Fomin, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, nước cung cấp vũ khí và là đồng minh truyền thống của Myanmar, tham dự sự kiện này nhưng đã không đến vì tình hình trong nước. Về phía đối lập, chỉ có khoảng 12 người biểu tình phóng pháo sáng ở thủ phủ kinh tế Rangoon và răng biểu ngữ chống nhà cầm quyền quân sự. Một số khác thì kêu gọi người dân phản kháng bằng cách tắt đèn từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Ngày kỷ niệm thành lập lực lượng vũ trang cách đây một năm đã bị coi là ngày trấn áp đẫm máu nhất kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân sự với khoảng 160 người biểu tình bị lực lượng an ninh sát hại. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Trợ giúp Tù nhân Chính trị AAPP, hơn 1.700 người đã bị chết, gần 13.000 người bị bắt giữ kể từ ngày đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2021. Dù tăng cường chấn áp, nhưng quân đội Myanmar vẫn không thể kiểm soát được phần lớn lãnh thổ do hoạt động du kích của dân quân được nhiều tộc người thiểu số hỗ trợ tại nhiều vùng khác nhau. Ngày hôm qua, trong một thông cáo, tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch cho biết, trong những tuần gần đây, ngày càng có nhiều thông tin cho thấy quân đội oanh kích và sử dụng vũ khí hạng nặng gây thiệt hại cho thường dân về nhân mạng và tài sản. Tiếp theo chương trình là một tin tức quốc tế đáng chú ý. Lý do nhiều nước châu Phi in tiền mặt ở châu Âu. Kính thưa quý vị, có đến 40 quốc gia châu Phi đang in tiền của họ tại Anh, Pháp và Đức. Vậy điều gì dẫn đến xu hướng đặc biệt này? Tháng 7 năm 2021, một đoàn đại biểu từ Gambia đến thăm Ngân hàng Trung ương Nigeria và đặt câu hỏi liệu đồng Dalasi của Gambia có thể được in tại quốc gia láng giềng Nigeria? Thống đốc Ngân hàng Trung ương Gambia Bua Shadi đã bộc bạch rằng nước này đang giảm dần đồng nội tệ trong kho. Nigeria là một trong số hiếm các nước châu Phi cùng với Maroc và Kenya có đủ nguồn lực để tự in tiền mặt hoặc đúc tiền xu. Ngân hàng Trung ương Gambia có nhu cầu thay đổi hình ảnh in trên đồng Dalasi. Tuy nhiên, Gambia đã không tự in được đồng tiền của nước này mà thay vào đó phải đặt hàng in tiền với các công ty Anh dẫn đến thiếu hụt tiền mặt. Và Gambia không phải là quốc gia châu Phi duy nhất phải đối mặt với vấn đề này. Theo kênh Deutsche Welle DW của Đức, trên 2 phần 3 trong số 54 quốc gia châu Phi in tiền mặt của họ ở nước ngoài, chủ yếu là ở châu Âu và Bắc Mỹ. Một trong những doanh nghiệp hàng đầu mà các ngân hàng châu Phi hợp tác chính là công ty in tiền De La Rue của Anh, Crane của Thụy Điển và Giesacker De của Đức. Hầu hết các quốc gia châu Phi nói tiếng Pháp hợp tác in tiền mặt của họ với Ngân hàng Trung ương Pháp và công ty in tiền Pháp có tên là Oberto Fiducia. Hiện vẫn chưa rõ chi phí để in đồng nội tệ các quốc gia châu Phi là bao nhiêu. Trong khi đó, chi phí để in một đồng đô la Mỹ là từ 6 đến 14 xu. Năm 2018, một quan chức ngân hàng trung ương Ghana đã than phiền với truyền thông địa phương rằng nước này đã phải chi khá nhiều tiền để in đồng nội tệ CD tại Anh. Và các nước châu Phi thường phải vận chuyển tiền mặt in ở nước ngoài về nước bằng container, do đó cũng phải chi số tiền vận chuyển khá lớn. Trong trường hợp của Gambia, chi phí vận chuyển có thể lên tới 92.000 đô la Mỹ. Thực tế gây ngạc nhiên là hầu hết mọi quốc gia châu Phi đều nhập khẩu tiền mặt của họ. Điều này dấy lên quan ngại về an ninh quốc gia. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, việc các nước châu Phi in tiền nội tệ ở nước ngoài không phải là bất thường, bởi vì nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng có động thái tương tự, ví dụ như Phần Lan và Đan Mạch. Bà Ma Amara Ekruj, tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Phi nhận định với kênh DW của Đức, rằng khi đồng tiền nội tệ của một quốc gia không được sử dụng trên toàn cầu như đô la Mỹ, thì việc tự in đồng tiền ở trong nước thường liên quan đến chi phí cao. Máy in tiền thường cho ra lò hàng triệu tờ tiền một lúc. Những quốc gia có dân số nhỏ như Gambia và Somalia sẽ rơi vào tình trạng thừa tiền mặt nếu như tự in tiền. Một số trường hợp khác như Liberia không chủ đích tự in tiền, bởi việc lắp ráp máy in tiền khá tốn kém và cũng đòi hỏi năng lực kỹ thuật đặc biệt. Ngoài ra, những công ty có nhiều kinh nghiệm của châu Âu như Delaru sở hữu công cụ và kinh nghiệm để bắt kịp với cải tiến công nghệ trong việc in tiền, ví dụ như in tiền polymer vốn bền hơn tiền giấy. Tuy nhiên, việc in tiền ở nước ngoài cũng kèm theo rủi ro, đặc biệt trong trường hợp xảy ra trừng phạt kinh tế. Một ví dụ là năm 2011, anh đã giữ lại đơn đặt hàng in đồng Dina của Libya của công ty Dolaru sau khi Liên Hợp Quốc tuyên bố lệnh trừng phạt với nhà lãnh đạo Libya, khi đó là Muammar Gaddafi. Xu hướng in tiền tại nước ngoài có khả năng thay đổi khi Ngân hàng Trung ương Gambia đề xuất hợp tác với nước láng giềng Nigeria. Nếu như điều này được hiện thực hóa, chi phí vận chuyển tiền sẽ giảm mạnh so với việc in ở châu Âu. Kính thưa quý vị, Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 28 tháng 3 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.